My greetings À, tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. today we are having the session online, the meditation session. So I thought maybe it will be good that it will just if I just do some brief introductions of the giving and taking meditation, what I spoke last time. À, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề học về thiền và tôi nghĩ sẽ tốt nếu mà hôm nay tôi hướng dẫn sơ bộ về phương pháp thiền cho nhận mà tôi đã từng nhắc đến trong những buổi hôm trước. Generally, the giving and taking is a very common term. So, from Buddhism point of view, what we talks about the giving and the taking, it's a little bit different. So, what to give and the what to take. À, thông thường nói về cho nhận là một thuật ngữ rất là thường được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mà nói riêng về đạo Phật thì khi nói về cho nhận thì chúng ta cần phải hiểu cho nhận như thế nào, cho và chúng ta nhận gì. Generally, all the time in our life, we always want happiness. So that's why we always try to get the happiness. Thông thường trong cuộc sống của chúng ta luôn mong muốn mình có hạnh phúc, cho nên ở đây có nhận có nghĩa là chúng ta muốn mình nhận được hạnh phúc. But the one thing is that we are not knowing that when we try to get the happiness, we try to achieve the happiness. There might be the lot of the among the difficulties that there are to achieve the happiness. Như chúng ta cần phải hiểu rằng khi chúng ta đang cố gắng nhận được hạnh phúc, khi mình đang cố gắng có được hạnh phúc thì sẽ chắc chắn sẽ có những khó khăn mà chúng ta cần phải đương đầu. So when you try to pursue this happiness, it doesn't mean that you can achieve the happiness. Nhưng mà khi mình cố gắng theo đuổi cái hạnh phúc mà mình nghĩ rằng mình muốn có đó, khi mình cố gắng theo đuổi cái hạnh phúc đó, không có nghĩa là mình sẽ có được cái loại hạnh phúc đó. So now the thing is that when the giving and taking meditation, it talks about the not to take the happiness, take the suffering. Try to give your happiness to other, take the suffering to the other for yourself. Its talks are completely different than the mundane, our daily life's way of the thinkings. Cho nên khi nói đến phương pháp cho nhận ở trong đạo Phật có nghĩa là chúng ta cho gì và chúng ta nhận gì. Nói đến nhận ở đây là chúng ta nhận lấy đau khổ của người khác, và nói đến cho ở đây là chúng ta cho đi cái hạnh phúc của mình nên cho người khác. Nó hoàn toàn trái ngược lại với lại cái lối suy nghĩ thông thường ở trong cuộc đời mình. Trong cuộc đời mình nghĩ rằng mình sẽ nhận được hạnh phúc, nhưng mà khi thực hành pháp cho nhận ở đây là mình cần phải cho đi hạnh phúc của mình và mình nhận lại đau khổ của người khác. So that's why, so when you meditate on the giving, the taking meditation, what you have to meditate, so you have to visualize or you have to think that you are taking the suffering of the others and you are giving your own happiness to the other. Do đó khi chúng ta thực hành phương pháp thiền cho nhận, có nghĩa là chúng ta phải tự nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhận lấy đau khổ của tất cả những người khác và mình sẽ cho đi tất cả mọi người cái thứ hạnh phúc, những cái mọi hạnh phúc mà mình có được. So this is the one thing that when you do it again and again and again, this type of practice, slowly what will happen is that slowly that then you will lose the more attachment toward the happiness. More attachment toward the happiness, then you will not enjoy, you cannot enjoy the life what you're having. When you're too attached for the happiness, when you're too attached for the achieve the happiness, you can never feel the happiness. You can never enjoy them in your life. Khi mà chúng ta thực hành liên tục cái phương pháp này, phương pháp cho nhận, chúng ta nhận lấy đau khổ và chúng ta cho đi hạnh, thì dần dần sẽ giảm trừ bớt được cái tâm bám chấp của mình vào hạnh phúc.
Nhưng khi mình giảm trừ được tham bám chấp của mình vào hạnh phúc thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi lúc nào mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì khi đó mình sẽ không còn có thể tận hưởng được cái nguồn hạnh phúc đó của mình không có còn tận hưởng được cái cảm giác hạnh phúc đó. Là bởi vì đối với một người nếu mà bám chấp vào hạnh phúc thì khi hạnh phúc anh ta chắc chắn sẽ vui, sẽ tận hưởng được hạnh phúc. Còn nếu mà không còn bám chấp vào hạnh phúc nữa thì cho dù có vui có hạnh phúc cũng không cảm nhận được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc đó. Because when you are attached to the something, you will become a more greedy. When you become the more greedy, you cannot feel the contentment. Khi chúng ta rõ ràng khi chúng ta bám chấp vào điều gì đó thì mình sẽ trở nên tham lam, mình muốn điều đó nhiều hơn. Khi mà mình càng ham muốn điều gì đó thì mình sẽ chẳng bao giờ mình biết đủ là mình có điều đó đã đủ rồi. Because when you're too attached to the taste of the food, whatever you eat, you always try to seek, you will always try to get the better taste, better taste, better taste. So that's why you cannot enjoy any food when you're too attached to the taste of the food. Lấy ví dụ Because whatever you eat, you will try to get the better food. Whatever you eat, you try to look for the better one. Always you try to look the better one, the better one. So you cannot enjoy any of the food when you're too attached to the taste. ví dụ nếu chúng ta thích món ăn ngon và chúng ta dẫn đến việc là chúng ta quá bám chấp vào cái vị ngon của thức ăn của mà mình ăn, thì khi mà mình ăn một món này rồi mình lại cố mình tìm cầu mình mong muốn một cái món khác, nhưng mà cái phương pháp làm để cho cái vị nó được ngon hơn, rồi mình lại cố tìm cái vị ngon ngon hơn nữa. Khi mà mình cố gắng cứ tìm cái vị ngon hơn như vậy thì mình sẽ mất đi cái sự tận hưởng của cái vị ngon thức ăn của chính cái món mà mình đang ăn. Do đó mình sẽ không có bao giờ mình cảm thấy được cái món mình đang ăn là ngon. Do cái tâm tham của mình, do cái từ cái tâm bám chấp nó dẫn đến cái tâm tham, và khi tham như vậy mình sẽ chẳng bao giờ biết đủ và mình sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được những gì mình đang có, giống như là mình đang ăn món ngon mà mình không biết ngon. So that's why when you are too, so that's why the what we are saying is that right now the what's happening is that we are too attached to the achieve the happiness, too attached to that, very strong attachment there. So once you have the more attachment to the something, then even you achieve that, you will seek the better than that. You will seek the something better than that. Hiện tại chúng ta bám chấp vào việc quá mong muốn là mình sẽ có được hạnh phúc, và mình thực sự mình ham muốn là mình sẽ có được hạnh phúc, trong khi mà mình vẫn có tâm bám chấp đó và vẫn còn giữ cái tâm tham, cái tâm ham muốn đó, thì cho dù mình có thực sự có được hạnh phúc đi chăng nữa, mình vẫn sẽ không có cảm nhận được rằng là hạnh phúc, bởi vì mình muốn một điều gì đó nó vui hơn, nó được hạnh phúc hơn cái điều mình đang có. Cho nên đối với cái điều đang có, cho dù nó có là hạnh phúc đi chăng nữa, mình vẫn không cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đó. So you know that there is a saying that the best, most the tastiest food is the food what you eat when you are hungry. Người ta vẫn thường hay nói rằng cái món ngon nhất mà bạn ăn chính là cái món là bất kỳ món ăn nào bạn ăn lúc đói. Actually, the food, you feel the very good taste of the food when you feel very hungry. Nhưng mà trên thực tế nó không phải là do cái món nó ngon mà do bạn cảm thấy ngon khi mà bạn ăn món đó trong lúc mình đang đói. You are feeling that food is a very good taste when you feel hungry, not because of the you are hungry. Because Nhưng of the mà now you are no more attachment for the sick, the better one. When you are too hungry, whatever food you get, you will accept that. Accept that and you are eating it, then you feel the tasty. Even you are so hungry, you cannot accept the food what you get, still you attach to the something better one, you cannot feel the taste at all. Nhưng mà bạn cảm thấy ngon nó không phải là do mình đói bụng, mà là do khi mình đói như vậy rồi cho nên mình mất đi tâm bám chấp vào vị ngon của thức ăn. Bởi vì mình đang đói cho nên bất kỳ món ăn nào giúp cho mình hết đói thì mình sẽ chấp nhận món ăn đó và mình sẽ ăn. Cho nên với cái tâm chấp nhận và với cái tâm không còn bám chấp đó nữa thì bất kỳ món ăn nào mà bạn ăn thì bạn đều cảm thấy là món nó ngon. Nếu mà lúc mà bạn đói bạn vẫn đang muốn một cái món ăn ngon hơn thì cho dù là lúc bạn đói bạn có ăn bất kỳ món nào đi chăng nữa thì món nó cũng không ngon, là bởi vì dù là bạn đói nhưng mà bạn vẫn còn cái tâm bám chấp, bạn muốn tìm thức ăn ngon thì cái món mình đã ăn hiện tại cũng không còn là ngon, mình cũng không thể nào cảm nhận được vị ngon của nó. Lots of people feel that when you are hungry,
what the food, whatever you eat, feels a very good taste because of the hunger. In the reality, it's not like that. In the reality, you feel very good whatever the food what you eat when you are hungry, not because of the hunger, your hunger, because of the your not having the attachment to it, get some better food, because of the your acceptance of that food. Mọi người vẫn thường hay nghĩ rằng khi mình đói thì món nào cũng sẽ là ngon. Cái vị ngon mà mình cảm nhận được đó là do cái cơn đói bụng của mình, nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Cái vị ngon đó mình cảm nhận được không phải là do mình đang đói bụng, mà là do bởi vì khi mình đang đói bụng thì mình sẽ chấp nhận bất kỳ món, bất kỳ thức ăn nào mà mình có được, và mình sẽ không còn cái tâm ham mua, tâm bám chấp vào vị ngon của thức ăn nữa. Mình sẽ không còn cố gắng tìm cái món ăn ngon hơn để mình có thể tận hưởng. Cho nên lúc đó mình, bởi vì mình đã chấp nhận và mình không còn tâm bám chấp nữa, mình không còn cái tâm bám chấp vào cái món ăn ngon hơn, cho nên lúc đó bất kỳ món ăn nào mà mình ăn đều cảm thấy ngon. When we're too attached for the happiness, so we will not achieve the happiness at all. When you detach from the happiness, you will feel the happy. That's a very, very simple but complicated truth. Anh, chúng ta quá tham chấp, chúng ta quá bám chấp vào cái hạnh phúc mà mình cứ cố, mình mong mình sẽ có được hạnh phúc đó. Và khi mà mình tham muốn cái hạnh phúc đó thì mình sẽ chẳng bao giờ mình cảm thấy được cái niềm hạnh phúc. Nhưng nếu mà chúng ta đã từ bỏ cái tâm bám chấp vào hạnh phúc thì khi đó mình mới thật sự mình cảm thấy hạnh phúc. Nói như vậy thì rất là đơn giản, nhưng mà để thực hành và để trải nghiệm được thực tế điều đó, để thực sự trải nghiệm được hạnh phúc đó thì không phải là một chuyện dễ dàng. Because attachment and the greed is like a blind. They makes you blind. Bởi vì tâm bám và cái tâm mờ mắt đi, nó sẽ khiến cho mình mù quáng. So that's why the important thing is that the important thing is the giving and the taking meditation. When you're visualizing, when you're meditating, that the taking of the suffering of the others and giving your own happiness to the others, it will help you to detach toward the happiness. When you detach from the happiness, you will feel the more joy and the more. Do đó, đối với phương pháp thiền cho và nhận ở đây, mình nhận đi tất cả đau khổ của người khác và mình lấy cái hạnh phúc của mình cho hết cho tất cả mọi người. Bằng cái phương pháp này, chúng ta sẽ từ bỏ được cái tâm bám chấp đối với cái hạnh phúc. Khi mà mình từ bỏ được tâm bám chấp đối với những hạnh phúc đó, thì mình sẽ dễ dàng mình cảm nhận được cái niềm hạnh phúc của mình trong cái hoàn cảnh thực tế. Yeah, so that's why. So that's why, if you look at the Buddha's life history. Yeah, chúng ta có thể xem xét về cái cuộc đời của Đức Phật. There is one very famous story. Có một mẫu chuyện nổi tiếng như thế này. So one time, one of the very notorious robber called the Angulimala killed several of the peoples. Lần có một tên cướp mà tên là Angulimala đến để định hãm hại Đức Phật. So several of the people, and what happened is that at the last time when he was going to kill this, he was actually he wanted to kill 100 people and he ordered to kill the 99 people. Now he wants to kill the one more person. So that the moment when he was looking for to kill someone, then Buddha came to meet him. Tên cướp Angulimala này đã giết rất là nhiều người, và bởi vì tên cướp này muốn giết 100 người và cho đến thì đã giết hết 99 người rồi, và tìm người cuối cùng để giết. Thì khi mà đang tìm người cuối cùng để giết thì khi đó Đức Phật đến gặp anh ta. So then the Buddha came to meet him, and then when Buddha came to meet him. So what happened is that he saw the Buddha from such a far away. So then he just ran after the Buddha. When he ran after the Buddha, and he could not catch the Buddha, and he shouted and said, "Stop, stop."
So Buddha told him that I already stopped, but you are not stopping me. Khi đó tên cướp này đã thấy nhìn thấy Đức Phật từ ở phía rất xa và cố chạy theo được người cuối cùng chính là Đức Phật. Thì thấy Đức Phật từ đằng xa chạy theo, hết sức chạy theo nhưng mà chạy mãi vẫn không đuổi kịp Đức Phật. Thì khi mà chạy không đuổi kịp Đức Phật thì anh ta mới hét lên mấy tiếng, dừng lại, dừng lại. Phật mới nói với anh ta rằng ta đã dừng lại rồi, chỉ có anh là chưa dừng lại. So this is a very interesting point that the Buddha, when he said the Buddha has already stopped, whatever the wrong things, what we are doing is, sometimes we cannot stop it. Even you know that you are doing the so many wrong things, you have many bad habits, but you cannot stop it. Because, mainly because of the attachment. So that's why the Confucian saying the one very interesting thing in the Confucian. Và khi đó Đức Phật nói rằng ta đã dừng lại rồi, chỉ có anh là chưa dừng lại. Có nghĩa là Đức Phật đã dừng hết, không còn làm các việc ác nữa. Chỉ còn người tướng cướp kia là vẫn còn làm các việc ác. Nói đến các việc ác ở đây, chúng ta phản chiếu lại trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những cái thói quen xấu. Sao mình biết nó là thói quen xấu mà mình vẫn không dừng lại được, mình vẫn không... Là bởi vì cái tâm bám chấp của mình vẫn còn tâm bám chấp, cho nên đối với những thói quen xấu đó, mình vẫn chưa thể nào mà mình dừng hẳn lại được. Cũng giống như là một câu nói tiếng của Khổng Tử. So the Confucian, in the Confucian, there is a saying that the knowing the when to start, who know the knowing the when to start is not a genius. Knowing the when to stop, who knows that it's a genius. Do nên Khổng Phu Tử đã có một câu nói rất là nổi tiếng, biết lúc nào bắt đầu không phải là một thiên tài, biết lúc nào dừng lại người đó mới chính là thiên tài. You just look at yourself. I think you might have some of the bad habits, smoking or the drinking the alcohol or the excess of the drinking or the excess of the smoking or the whatever that you might having the bad habits. You feel that you cannot stop it. Mainly that the why you cannot stop all these the bad habits, very, very simple, because of your attachment. Very simple, that that's of your attachment, you cannot stop it. Whatever that you are having, the negative or the bad habits what you're having, still you can keep on this continuation of that bad habits, you cannot stop it because of your attachment. Chúng ta hãy tự nhìn lại bản thân mình ở trong cái những cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mình, đặc biệt là những thói quen xấu. Ví dụ đối với ai mà nghiện hút thuốc thì chúng ta hãy lấy cái thói quen xấu hút thuốc đó để chúng ta xem xét tại sao chúng ta biết đó là một thói quen xấu nhưng mà chúng ta vẫn không dừng lại, chúng ta vẫn cứ tiếp tục bị lôi cuốn theo nó, là bởi vì cái tâm bám chấp, mình vẫn còn cái tâm bám chấp vào cái điều, cái việc làm đó, cho nên mình vẫn chưa thể nào mình dứt được cái thói quen xấu đó. Even sometimes I used to oversleep that. It was mainly because of that. Attached to the maybe sleep, maybe of the enjoyment of the sleeping, that might be the reason. Đôi lúc tôi vẫn thường hay ngủ rất là nhiều. Tại sao mình biết là ngủ nhiều như vậy là không phải là tốt, nhưng mà tại sao vẫn ngủ nhiều? Là bởi vì tôi nghĩ mình vẫn còn cái tâm bám chấp đối với giấc ngủ. Mình thích cái cảm giác thoải mái lúc mà mình ngủ, cho nên mình vẫn còn cái tâm bám chấp đó, cho nên vẫn chưa thể nào dứt được cái thói quen xấu. But very funny thing is the last time, I think a few months back, one of my students, so we are just discussing and he told he could not sleep more than 3 or 4 hours. Then he asked me that how many hours you sleep. That time I went to the one place. That place is quite hot area. So maybe I thought maybe this place I'm sleeping 9 hours. So I'm also surprised that I'm sleeping more than 9 hours. That my student was also surprised. I touched the palm and said, "Rinpoche, you are the really great master." He could not sleep the 3 hours. Now when I feel that he knows that I'm sleeping 9 hours, that makes me that he feels me that I'm the great master. Vài tháng trước thì tôi có cùng học trò tôi đến cái ca số, khi mà mọi người đến thì
cảm thấy là con khó con tôi anh tôi rằng thầy ơi con chỉ ngủ được con chỉ ngủ được có 3 4 tiếng thôi, không có ngủ nữa. Thế là thầy tối hôm qua thầy ngủ mấy tiếng, thì khi mà tôi nói rằng tối hôm qua tôi ngủ gần chưa thì anh ta mới chắp tay, anh ta nói với tôi rằng thầy đúng là một vị thầy vĩ đại ở trong một cái môi trường mà khó ngủ như vậy mà vẫn có thể ngủ nhiều được. Yeah. So the point is that the sort of point is that the whether I'm sleeping is bad habit or not, that is a totally different question. But the lots of the people having a lot of the bad habits, or excess of the smoking, excess of the drinking, excess of the indulgence in the negative things, these also you have to reduce that. For reduce that, most best way, the most and the best way, easiest way is that to overcome your attachment for happiness. When you cannot overcome the attachment of the happiness, it is very difficult. It is very difficult to overcome the all these the negative habits. Because the people who are having drinking the excess of alcohol, because they are too attached to that the enjoyment of the drinking the alcohol, excess of the drinking the smoking, because some control the enjoyment. Because when you cannot overcome the these attachment, it is very difficult to overcome the all the what your negative habits, what you are having. For that. Now you have to practice the thinking, the suffering of the others, and the giving your own happiness to the others. This practice, giving, taking meditation, you understand. Khi mà nói về việc mà tôi có ngủ quá nhiều thì nó có thực sự nó có phải là thói quen xấu hay không thì đó là chuyện, nhưng mà ở đây tôi nói đến những thói quen xấu, ví dụ như chúng ta hút thuốc quá nhiều, chúng ta uống rượu quá nhiều, và đôi lúc chúng ta bị cám dỗ vào những việc làm xấu, những việc tồi tệ. Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm những việc đó là bởi vì mình còn cái tâm bám chấp vào cái sự thoải mái, cái sự vui thú khi mà mình thực hiện cái hành động đó. Do đó cái cách đơn giản nhất ở đây để chúng ta có thể từ bỏ được những thói quen xấu đó là chúng ta phải từ bỏ cái tâm bám chấp vào những cái sự hưng phấn, cái sự vui thú của những cái hành động đó nó mang đến cho mình. Chỉ khi nào mà chúng ta từ bỏ được cái tâm bám chấp vào những cái vui thú đó thì khi đó mình mới có được cái sức mạnh để mà mình từ bỏ cái thói quen xấu của mình. Cũng giống như vậy, đối với phương pháp thực hành thiền cho nhận ở đây có nghĩa là mình nhận lấy đau khổ của những người khác và mình đem cái hạnh phúc của mình cho đi người khác, thì sẽ khiến mình từ bỏ cái tâm bám chấp vào hạnh phúc. Khi mà mình từ bỏ tâm bám chấp vào hạnh phúc thì mình cũng sẽ từ bỏ được cái tâm bám chấp vào những cái vui thú do những cái thói quen xấu nó mang đến cho mình. Thì chính nhờ vậy cho nên mình nhờ thực hành cái phương pháp này mình có thể sẽ từ bỏ được những thói quen xấu của mình. So that's why in your life you can change a lot of things. You are the in charge of Cho your nên life. cho nên ở trong cuộc sống của mình có thể tự thay đổi bản thân mình ở rất nhiều phương diện, và nói chung nhất là mình hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. One time, one lady asked me the one question. She asked me that she want to marry and waiting for the right person. So asked me that who will be the right person. Có một dịp nọ thì một người cô gái nói với tôi rằng cô ta chứ bởi vì cô ta vẫn một người phù hợp. Then I told her that you marry someone, whoever you feel is good, you marry someone and then make him the your right person. You can make him the your right person. Don't wait for the right person comes into your life. Then the right person will never come into your life. Because you marry someone, make him the your right person. Khi đó thì tôi nói với cô ta rằng cô cứ tìm một anh nào đó rồi cô cứ cưới anh ta, xong rồi khiến cho anh ta trở thành cái người phù hợp cho mình. Nếu mà chờ người phù hợp cho mình thì cái người phù hợp đó sẽ chẳng bao giờ đến được với mình. Cho nên cứ cưới một anh nào đó, xong rồi khiến cho anh ta làm cho anh ta bắt anh ta phải trở thành một người phù hợp cho mình thì khi đó mình mới có được một người phù hợp. So now, don't wait for the right time to meditate, okay? Don't wait for the right time to meditate. Meditate and make every time for the right time to meditate. That you have to do, okay?
Do đó khi mà mình thực hành thiền thì đừng chờ đợi cái thời gian phù hợp, mà đừng chờ đợi thời gian thích, mình hãy cứ thiền đi và mình khiến cho cái thời gian hiện tại của mình trở thành cái thời gian thích hợp để mình thực hành thiền. Hãy nên làm như vậy. So don't wait for the right time for meditate. You start meditate, make every time for the right time to meditate. That is the most. Do đó chúng ta đừng chờ đợi cái thời gian thích hợp để mình thực hành thiền. Chúng ta hãy cứ thiền và chúng ta khiến cho cái thời gian hiện tại, cái thời gian ngay lúc đó trở thành thời gian phù hợp để mình thiền. Mình nói chung nghĩa là chúng ta khiến cả mọi thời gian của chúng ta trở thành thời gian phù hợp để mình thực hành thiền. So, as I told that lady, that was telling me that when will the right person comes to the whole life to marry? If you go on the waiting, I told her that if you wait for the right person to come in your life to get married, the right person will never come in your life. You have to find, marry someone and make him the right person. Do đó đối với lại cô gái mà nói với tôi rằng đang chờ một người phù hợp sau đó mới kết hôn, thì tôi nói với cô ta rằng cô đừng ngồi chờ đợi một người phù hợp rồi mới kết hôn. Nếu mà cô cứ tiếp tục chờ như vậy thì người phù hợp đó sẽ chẳng bao giờ đến với cô. Cô cứ cưới một người xong rồi hãy khiến cho người đó trở thành người phù hợp của mình. Đó mới là cách lựa chọn tốt. Okay, so like that, make your every time the right time. You can do that. Make your every À, time do the đó. right time to believe happily. Right time to the meditate. You can make that. Do đó chúng ta không cần chờ đợi thời gian phù hợp để thiền, hoặc là mình cũng không cần chờ đợi thời gian phù hợp nào để mình có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta hãy cứ thiền đi, chúng ta hãy cứ sống hạnh phúc đi, và chúng ta làm cho tất cả mọi thời gian của mình đều trở thành thời gian phù hợp để mình thiền, để mình có thể sống hạnh phúc. Okay, thank you very much. Okay, today we'll stop here. Then, hope to see you soon, everyone. Hôm nay tôi sẽ dừng ở đây và cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào một thời gian sớm nhất. Okay, thank you. Thank you.